Thì ngày hôm nay hiện tại là mình có mặt ở ấp Cây Gia nè, thuộc về là xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là mình đưa khách đến ấp Cây Gia này xem căn nhà cấp 4 nha bà con anh chị. Chú này là ông ở dưới quận Tân Phú ha, lên xem căn nhà cấp 4 nè. Thì cái hướng ngược lại đây nè, từ ngay vị trí này anh chị chạy hướng này nè, 400-500m thì ra ở đường tỉnh lộ 2, ra quỹ ban Tân Phú Trung, chợ sáng Tân Phú Trung ha. Ra đó là đầy đủ tiện ích, đầy đủ tiện nghi ha. Thì cái đường này hiện trạng là đường đá xanh ha, tương lai là chuẩn bị làm nha bà con anh chị. Đây nhà cấp 4 nè. Thì cái căn nhà này á là cái hướng ngược lại đây là anh chị mình di chuyển là nó sẽ thông ra đường 88 nè, ra đường Hồ Văn Tấn rồi luôn ha. Thì cái căn nhà này mặt tiền á là 4m, hậu là 23, diện tích là 93m, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở là 100% nha. Nhà hàng rào cửa cổng là ngon lành. Đây, hai nguồn nước, nước giếng cũng có, nước sạch cũng có, đã có số nhà nữa nha anh chị. Ở đây nè, có cái hành lang di chuyển xuống ở phòng ngủ ở sau nè. Nhà này á, xây á, là 3m, còn đường lòn ở bên hông là 1m nha. Nhà này bên hông này xây tô chắc bê là ngon lành nha. Nhà này đó là lúc trước cách 3 tháng là chủ mong muốn bán là 1.9 tỷ, bây giờ chủ hạ giảm còn là 1.660 tỷ ha. Sẽ còn bớt nha bà con anh chị. Chị nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ nha. Nhà mới còn đẹp nha anh chị. Nhà là điện nước đầy đủ. Nhà này tọa lạc thuộc ấp Cây Gia, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ha. Mặt tiền là ngang 4m, hậu chiều dài là 23, diện tích là 93m, sổ hồng riêng, đặt ở là 100%. Chủ ở thành phố gửi ha, giá bán là còn là 1.650 tỷ ha. Nhà là hướng đông nam nha anh chị mình. Nhà điện nước đầy đủ, ngay căn nhà nè, cách đường số 88 thì đâu đó là khoảng 150m, cách đường tỉnh lộ 2, chợ sáng Tân Phú Trung là 400-500m, cách bệnh viện Sơn Á, tổng khu công nghiệp Tân Phú Trung 2 cây, cách bến xe cầu vượt Củ Chi ha 8 cây, cách cổng chào Tây Ninh 21 cây, cách cầu vượt bến xe An Sương 15 cây, cách tuyến đường tỉnh lộ 15 ngõ 4 Tân Quy đến căn nhà này mắc 7 cây. Ở đây anh chị mình ra khu mà các kiểu tiện ích, đầy đủ tiện nghi, quá gần vài trăm mét. Thì cái đường này hiện trạng là chuẩn bị tương lai nâng cấp đường ha, mở rộng đường. Đây không gian là bếp núc, trần thạch cao thả tấm, nhà còn mới ha. Pháp lý là sổ hồng riêng, công chứng là trong ngày nha anh bà con anh chị. Nhà này anh chị nào có nhu cầu công chứng xong sở hữu mình về, chịu khó là mình ôm cái vô ly để anh da giác là đem đồ sinh hoạt. Có việc là ở thôi nha anh chị. Nhà quá đẹp ha, ốp gạch toàn bộ, đường nước đầy đủ. Đây phòng khách ha, to đùng rộng rãi luôn ha. Trần thả tấm, mặt tiền cửa 4 cánh nha anh chị. Nhà là hướng đông nam ha, đường thông tứ hướng hết á. Một hướng sẽ thông ra đường 88 và một hướng sẽ thông ra tỉnh lộ 2 ra quỹ ban Tân Phú Trung. Mọi thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909511029 ha. Quay lại cái phòng khách để bà con anh chị mình khảo sát tham khảo về căn nhà này coi như thế nào ra sao nha bà con anh chị. Đây. Anh chị nào mà có nhà đất tại địa bàn huyện Củ Chi hoặc là các tỉnh có nhu cầu muốn bán nhanh bán lẹ thì ký gửi Zalo ha. Sẽ quay lại mặt tiền ha. Đây. Hướng này thông ra đường số 88 nè. Hôm nay đưa ông chú ở quận Tân Phú lên xem căn nhà cấp 4 ha. Đường xá thông thương, xe hơi là di chuyển đến nhà.
Đường này tương lai mở rộng nha, đường là wifi cấp mạng này đầy đủ. Đây ra trục đường lớn nè anh chị, thì lần đầu tiên anh chị nào tới kênh Nhà Đất Chợ Củ Chi nhớ ủng hộ mình ha, nhấn cái chuông và đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những sản phẩm Nhà Đất Củ Chi giá rẻ ha. Mình đăng được cái mảnh nào nhà nào anh chị nhận được cái thông báo mới ha. Đây, hướng này là anh chị mình di chuyển ra ở đường tỉnh lộ 2 nè, ra ủy ban Tân Phú Trung rồi luôn ha. Đường xá là thông thương, khu vực là mã màu không có nha bà con anh chị. Đây cái view bên hông nhà nè, xây tô đắc bê lăng sơn là ngon lành, cành đào hết nhà, hàng rào cửa cổng là nghiêm chỉnh, đã có số nhà luôn, hai nguồn nước, nước giếng cũng có, nước sạch cũng có, wifi internet đầy đủ nha. Đây, nhà này tọa lạc thuộc ấp Cây Gia, xã Tân Phú Trung, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 93m, pháp lý là sổ hồng riêng, công chứng trong ngày. Thì đến đây mình tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị đã quan tâm theo dõi clip kế tiếp.